chàng đặc biệt chúng ta cùng đến với nhà trực tiếp tại bóng đá cây trầm thuộc huyện Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh để theo dõi trận cầu trong buổi sáng ngày hôm nay cùng so tài của cao thủ của Tam Giang FC. Ngày hôm nay họ sẽ thi đấu với cao thủ của Thiết Bị Việt FC. Mọi thứ đã sẵn sàng và tiếng còi của chúng ta cất lên, nhiệm vụ của hai đội bóng chính thức được bắt đầu. Thủ của Tam Giang FC là những người được hưởng tình huống đá phạt. Cũng chạy cắt bạn và dứt điểm bàn thắng cho các thủ của Tam Giang FC. Chưa đầy 10 phút, với những sức ép của mình thì các thủ của Tam Giang đã có được bàn thắng. Dường như vị trí số 6 Đồng Huy là người đã băng xuống và chiếm lĩnh không gian, bước một gọn gàng và sau đó là tình huống ra chân cháy cực kỳ. Với cự ly này thì có thể thực hiện một tình huống dứt điểm rằng thủ thành Milo đã phải bay người để cản phá. Vẫn có một sự tập trung nhất định dành cho thủ thành của cao thủ Thiết Bị Việt. Có tình huống phân phối bóng kịp thời và cái còn lại cho Đồng Lôi. Tình huống gót xuống không lối biệt vị, đó là vị trí của cầu thủ mang số 7 Tâm Trần. Chạm bóng tuyến ai coi không vào. Câu trả lời của cao thủ Thiết Bị Việt. Pha xử lý đưa bóng đi quá cao và cầu thủ của Thiết Bị Việt nhật chân. Tình huống phân phối bóng hay, lại là tốc độ nữa. Và lần này thì thủ thành của cao thủ Tam Giang đã băng đà. Và hệ thống phòng ngự của đã mắc những sai lầm để cho đối phương có bàn thắng để đưa cho cầu trở lại trạng thái cân bằng. Lúc này là tỷ số 1-1. Được chuyền từ vùng sân nhà, một đường chuyền cực kỳ tinh tế. Và ở tuyến trên, Đồng Đội cũng đã băng tốc vượt qua hệ thống phòng ngự và đánh lừa được cả thủ thành đối phương. Giờ chỉ cầu sẽ tiếp tục trở lại vào kiểm cơ sân bóng cho các cầu thủ của Tam Giang. Tình huống lúc bóng ngay khá may là thủ thành của các cầu thủ bên phía Thiết Bị Việt vẫn đủ tỉnh táo để có thể pha bóng. Thiết Bị Việt tình huống ngay pha bóng tốc độ, trả bóng tuyến đây, liệu có pha ra chân gãy không vào. Pha bật nhà và câu trả lời của cao thủ bên phía Thiết Bị Việt cũng đang còn khá rộng. Tình huống treo bóng đánh đầu, tình huống chạy cắt bạc đánh đầu, bóng đi ra ngoài, đó là vị trí của Công Thịnh. Cầu thủ ở trong những phút vừa qua đang chơi sáng nhất cho hệ thống phòng ngự của chính xác là phải tấn công của Tam Giang FC cho cao thủ của Thiết Bị Việt. Mở cánh sang lại cánh phải và bóng tốc độ không lối biệt vị. Tình huống 3-3 đá gà, tiếng còi cất lên và sẽ có đá phạt cho các cầu thủ của Thiết Bị Việt. Quan trọng là trọng tài xác định trong hay ngoài vòng cấm mà thôi. Như vậy là penalty cho cao thủ của Thiết Bị Việt. Hải Trần và thủ thành Quốc Tiến. Hải Trần chính xác, thủ thành Quốc Tiến cũng đã đổ người đúng hướng nhưng không thể cứu cho cao thủ của Tam Giang một bàn thua. Và như vậy kịch bản mà cao thủ của Thiết Bị Việt băng lên ở trên bảng tỷ số đã diễn ra. Người lập công đó là vị trí của Hải Trần và dứt điểm cực kỳ lạnh lùng và chính xác của số 14. Cùng với Hải Cò và pha bóng hay, quả người được chuyển vẫn có thể đến được vị trí của Đồng Đội. Quyết định đột phá qua người đội chủ Văn Đức, tình huống bỏ bóng và bàn thắng để san bằng khoảng cách là 2-2 cho các thủ của Tam Giang. Đội trưởng Văn Đức đã làm nên chuyện khi nhận được đường chuyền của Đồng Đội. Tình huống xoay sở qua ít nhất là hai cầu thủ của đối phương và tình huống so kịp, dường như là so kịp của Văn Đức đối với thủ thành bên phía các thủ của Thiết Bị Việt rút ra và đá phạt. Tình huống phối hợp tầm thấp của các thủ Tam Giang, pha bóng lở rộng, nỗ lực đi bóng, quyết định đột phá, đá ngã và tiếng còi lại cất lên và có vẻ như là penalty cho các thủ của Tam Giang không thể. Công Thịnh là người đang đứng trước bóng và chuẩn bị cho tình huống đá penalty này.
Cầu Thịnh và Nguyễn Yên Ghê. Cầu Thịnh và đánh lừa được thủ thành Nguyễn Yên Ghê và dâng cao khoảng cách cho các thủ của Tam Giang FC. Hai bàn thắng đến liên tiếp chưa đầy khoảng 3 phút thì các cầu thủ áo xanh, các thủ của Tam Giang họ đã làm quá tốt từ việc đưa trận cầu trở lại trạng thái cân bằng và vươn lên dẫn trước đối phương thêm một lần nữa. Bây giờ thì thiết bị Việt lại phải rơi vào ở trong hoàn cảnh buộc phải rượt đuổi và người trở lại đó là vị trí của số 6, vị trí của Đông Huy. Quyết định lúc bóng ngay Đông Huy. Vẫn là các cầu thủ của Tam Giang. Nhưng hệ thống phòng ngự của các cầu thủ bên phía thiết bị Việt vừa rồi phải làm việc cách cực kỳ vất vả. Trước đó là thủ thành Nguyễn Yên Ghê. Quyết định đi bóng của Tâm Trần Văn Thành. Và Tâm Trần đưa về tình huống đá phạt dành cho các cầu thủ của thiết bị Việt. Cần phải chắc chịu cho các cầu thủ áo đỏ khi mà thời gian đang có đủ để cho họ nghĩ đến việc đưa trận đấu trở lại trận đánh cân bằng. Không thể kiểm soát tình hình và đó là tình huống dứt điểm. Tình huống đá vào thành bàn của số 14. Chúng ta cùng xem lại tình huống quay chậm này. Tình huống đót bóng, bóng lập bập và thủ thành Quốc Tiến lại không thể kiểm soát tình hình để bóng bật ra và đi vào lưới. Tỷ số là 3-0. Tình cho không biếu không. Quả bóng khá lộn xộn. Quyết định dứt điểm ngay, tình huống đánh đâu 4-3 cho cuộc so tài và các thủ của thiết bị Việt đã đưa bóng vào khung thành của các thủ Tam Giang, nhưng có vẻ như đó đã bị mắc lỗi Việt vị ở pha bóng trước đó. Hơi đáng tiếc cho các cầu thủ áo đỏ.